những giây cuối cùng của trận đấu. Và tưởng rằng chúng ta đã không còn cơ hội sau pha đá phạt không thành bàn của Quang Hải, nhưng bây giờ tất cả đã có niềm vui. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm và có lẽ không còn thời gian để gỡ nữa dành cho Indonesia. 1-0 cho cầu thủ Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công sau rất nhiều công sức. Một tình huống bóng bầu và người ghi bàn là Triệu Việt Hưng. Chúng ta vẫn cần phải có thêm một chiến thắng nữa để giành ngôi nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Nhưng bàn thắng này thực sự là rất quan trọng. Nó đem đến sự tự tin, nó củng cố thế đá của chúng ta cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Việt Hưng trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ghi được hai bàn thắng tại vòng loại.